Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm đề kiểm tra giữa kỳ ở trong cuốn đề kiểm tra toán 2 học kỳ 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Ở video hôm nay chúng mình đến với đề kiểm tra giữa kỳ số 10. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. 9 là thương của hai số nào? Chúng ta ôn lại về bảng chia thôi. Thương là thực hiện phép chia mà em. Ta có 18 chia 2 thì bằng 9 rồi. Vậy đây là đáp án B. Câu 2. Số liền trước của 800 là số nào? Đó chính là số 799. Đáp án D. Câu 3. Trong các số sau thì số nhỏ nhất là gì? Ta thấy đều là số có 3 chữ số thì mình có thể so sánh số trăm trước. Số trăm là 3 là bé nhất. Như vậy số nhỏ nhất là 302. Đáp án A. Câu 4. Tháng 2 có 28 ngày. Hôm nay là thứ 5, ngày 3 tháng 3. Vậy thứ 5 tuần trước là ngày mấy tháng 2? Thì bây giờ thì chúng mình có thể bằng cách là chúng ta liệt kê nó ra. Các bạn liệt kê nó ra. Nào, ta sẽ viết lần lượt nhé. Thứ 5 này. Thứ 6 này. Thứ 7 này. Chủ nhật này. Rồi lại đến thứ 2. Thứ 3. Rồi đến thứ 4. Và lại đến thứ 5. Và chúng ta chọn cho thầy đây là thứ 5 là ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay là ngày 3 tháng 3 này. Vậy hôm nay là ngày 3 tháng 3 thì ngày thứ 4 sẽ là bao nhiêu nhỉ? Là ngày 2 tháng 3 này. Ngày thứ 3 sẽ là 1 tháng 3 này. Và sẽ quay về tháng 2. Bởi vì tháng 3 là ngày 1 tháng 3 rồi. Đây sẽ là ngày 28 tháng 2 này. Đây là tháng 2 nhé. Vậy ngày chủ nhật tuần trước sẽ là ngày 27 này. Tương tự này. Ngày 26 này. Ngày 25 và đây là ngày 24. Như vậy thứ 5 tuần trước là ngày 24 tháng 2. Mình chọn đáp án C ở trong câu trắc nghiệm 4 các bạn. Đấy, chúng ta có thể dùng cách là liệt kê như thế này cho đỡ nhầm. Tiếp theo là câu số 5. Mẹ mua 5 hộp bánh. Mỗi hộp bánh có 8 cái bánh. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu cái bánh? Phép tính đúng này. Đề bài đang hỏi chúng mình là bao nhiêu cái bánh. Cần tính đơn vị là cái bánh thì chúng ta sẽ phải để là 8 cái đứng đầu. 8 x 5 bằng 40. Đáp án chuẩn ở đây là đáp án A các bạn. Tiếp theo là câu 6. An và Bình cùng đi xách nước. An nhỏ tuổi nên dùng chiếc xô đựng nước đựng được ít nước nhất này trong các xô dưới đây. Bình xách một xô nước bằng An xách 3 xô. Chiếc xô Bình dùng để xách nước là? Thế thì bây giờ chúng ta lại phải dựa vào đáp án các bạn. Chúng ta thấy là trong các xô này thì cái xô nào đựng ít nước nhất nhỉ? Đó chính là 5 lít này, là cái xô màu vàng này. Đựng ít nước nhất thì ứng với của bạn An. Nhưng mà đề đang hỏi chúng ta là Bình cơ. Bình xách một xô nước bằng An xách 3 xô, tức là 5 x 3 là bao nhiêu nhỉ? Là 15. Vậy đây mới là đúng này. Bình xách nước là bách. Anh nói lại câu này nhé. Như vậy là Bình dùng chiếc. Anh lại câu này nhé. Anh nói lại câu 6 đi em. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 6. Đề bài như sau. An và Bình cùng đi xách nước. An nhỏ tuổi nên dùng chiếc xô đựng được ít nước nhất trong các xô dưới đây. Bình xách một xô nước bằng An xách 3 xô. Đề bài hỏi này. Chiếc xô Bình dùng để xách nước là? Bây giờ trước hết chúng ta phải tìm xem là đâu là số nhỏ nhất ở đây đã. Dễ dàng chúng ta biết là 5 lít là nhỏ nhất ở đây rồi, đúng không em? Như vậy đây chính là chiếc xô mà bạn An dùng để xách nước đấy em ạ.
Thế còn bình thì sao nhỉ? Bình xách một xô nước bằng An xách 3 xô như vậy. Chúng ta sẽ lấy 5 lít nhân 3 lần lên là 15 lít. Đây chính là chiếc xô mà Bình dùng xách nước các em ạ. Đáp án mình chọn là C nhé. Chúng mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận các em ạ. Anh đọc lại phần hai lớn này nhé. Ok. Tiếp theo thầy trò mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 tính, ở trong bài này ta nhẩm về bảng nhân 2, bảng nhân 5 này, bảng chia 5, bảng chia 2 thôi các em ạ. 2 x 3 bằng 6 này, 5 x 6 bằng 30, 35 chia 5 bằng 7 này, 14 chia 2 bằng 7, xong bài 1 các em ạ. Tiếp theo là bài 2, viết các số sau thành tổng các trăm, chục và đơn vị. Số này là số 369, gồm có 300 này, sẽ là 300 này, cộng 6 chục tức là cộng 60 và cộng với 9 đơn vị. Đó. Tiếp theo này, 257, số này gồm có 200 này, cộng 50 tức là cộng 50 này, và cộng với 7 đơn vị. Rồi xong bài 2. Tiếp đến bài 3. Bài 3 chúng ta sẽ tìm số, chúng ta nhẩm về bảng nhân thôi, bảng chia thôi. 2 x 7 bằng 14, 5 x 5 bằng 25, 35 chia 5 bằng 7, và 18 chia 2 bằng 9. Xong rồi. Bài 4 nào? Điền dấu lớn hơn, dấu bé hơn hoặc là dấu bằng vào những ô trống so sánh này. Bây giờ 2cm x 10 thì ta có thể tìm một kết quả luôn, nó bằng 20cm. 2 x 10 bằng 20 mà ta thêm đơn vị vào nữa. 15dm chia 5, ta lấy 15 chia 5 bằng 3. 3 và thêm đơn vị là 3dm. Ta đổi nào, 20cm bằng 2dm. Ta thấy 2dm nó bé hơn 3dm các em ạ. Vậy thì ta điền dấu bé hơn nhé. Tiếp tục nào. Ở đây chúng ta sẽ tư duy về cấu tạo số nha. Bên so sánh này nào. Đây là số 852. 850 và 2 đơn vị mà. Thế còn đây là số 829. Rồi, so sánh số trăm bằng nhau này. Số chục là 5 lớn hơn số chục là 2. Vậy lớn hơn đây rồi. Điền dấu lớn hơn nhé. Tiếp theo là bài 5. Chúng ta quan sát hình vẽ này cho biết hình bên được ghép bởi là bao nhiêu khối trụ. Chúng ta cùng đếm nhé. 1 này, màu xanh dương em này. 2 này, 3 này, vậy có 3 khối trụ. Bao nhiêu khối cầu nào? 1, 2, 3, 4, 5. 5 khối cầu. Bao nhiêu khối lập phương? 1, 2, 2 khối lập phương. Tiếp theo là bài 6. Quan sát bức tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp. Chúng ta cùng đếm mỗi cây cà chua bao nhiêu quả các em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các em ạ. Mỗi cây đều có 7 quả cà chua. 3 cây như vậy thì tất cả số quả cà chua sẽ là 7 x 3 lần lên thì bằng 21 quả. Xong bài số 6 rồi. Tiếp theo là bài số 7. Thấy cửa hàng bán lê ngon, cô Hiền muốn mua cho lớp cô đang chủ nhiệm mỗi bạn một quả lê. Người bán hàng nói 5 quả lê nặng 1 kg. Cô Hiền đã mua 6 kg lê. Hỏi lớp cô Hiền chủ nhiệm có bao nhiêu học sinh? Với bài số 7 này, sau khi đọc đề xong ấy, các em phải đọc kỹ nữa. Đó là mỗi bạn một quả lê. Vậy 5 quả lê sẽ chia cho mấy bạn nhỉ? À, 5 quả lê này thì sẽ ứng với lại 1 kg. Ok, anh nói lại cái phần bài giải nhé. Đọc đề xong anh nói lại phần bài giải với nhá, anh cảm ơn nhá. Bây giờ chúng mình đọc thật kỹ đề các em nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng là 5 quả lê cân nặng 1 kg thì thầy có thể viết ngược lại là 1 kg này thì là ứng với 5 quả lê đúng không em? Ứng với 5 quả lê này. Vậy chúng ta phải phát triển ra tiếp này. Chúng ta phát triển ra tiếp nhé. Mỗi quả lê
Anh nói lại câu phát triển giao tiếp nhé. Chúng ta phát triển tiếp này. Mỗi bạn một quả lê đúng không? Vậy 5 quả lê sẽ ứng với 5 bạn. Như vậy là 1 kg thì sẽ chia được cho 5 bạn, đúng không em? Đó. Vậy ở đây thì 6 kg này có tất cả bao nhiêu bạn? Các em thấy bây giờ đơn giản chưa? 1 kg thì sẽ chia được cho 5 bạn. 6 kg sẽ có tất cả bao nhiêu bạn nhỉ? À, phép tính của chúng mình sẽ là 5 x 6 đấy các em ạ. Tính số bạn thì là 5 x 6 lần lên nhé. Phép tính này, 5 x 6 bằng 30. Mình trả lời, lớp cô Hiền chủ nhiệm có 30 học sinh. Mình trả lời này, lớp cô Hiền chủ nhiệm có 30 học sinh. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi thầy trò chúng mình đã làm xong bài số 7, kết thúc đề kiểm tra giữa kỳ số 10 rồi. Và đây cũng là đề kiểm tra giữa kỳ cuối cùng ở trong cuốn đề kiểm tra toán 2 học kỳ 2, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Thầy chúc các em ôn tập tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.